Sao Bằng Nhật xin chào các bác. Hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2023, em vừa đóng xong hơn chục đơn hàng đi các tỉnh phục vụ các bác nhé. Đây là những cái con máy mà các bác đặt của em trên kênh YouTube và Zalo, Facebook. Hàng gửi đi các tỉnh luôn. Đây, một bác mua một con điều hòa một cục gửi xuống Hưng Yên nhé. Robot hút bụi 880 này, lọc khí này. Những hai con này thì em gửi xe con này, lọc khí, máy rửa bát. Hàng bên em khi mà gửi đi thì đóng rất cẩn thận, trên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé, đóng hàng cẩn thận, sạch sẽ, bọc xốp cẩn thận luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua thì bên em vẫn còn rất nhiều máy lọc khí rửa bát, rồi robot hút bụi, lò vi sóng, nồi chiên không dầu các kiểu các bác nhé. Chào các bác.